Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn hai phôi mai rừng. Hàng nói chung là nó cũng khá khá các bạn. Phôi này thì ba thân ha, một cốt ba thân. Hoành cái này là nó hoành ngang cổ đế là 35. Chiều cao từ mặt bầu lên đến đầu mặt cắt trên của nó là 50. Phôi ba thân ha. Rất là ngon, rất là đẹp nè, mặt cắt rất là đẹp nè ha. Rễ thì rất là nhiều các bạn. Cây mai này rễ rất là nhiều nha. Hoành 35, chiều cao 50. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 600 nghìn ha. 600 nghìn. Bao gồm phí vận chuyển rồi. Mai rừng các bạn nha. Hoành 35, chiều cao 50. 600 nghìn. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Tiếp theo là phôi số 2. Phôi số 2 là một cái phôi cũng khá là hay các bạn. Khá là hay. Nó có một cái cốt chính nha, và kèm theo đó là một cái cốt phụ, cốt nhỏ nha. Cây thì khá là ổn. Cây rất là ok luôn. Sống tốt. Ngoài cái dàn rễ trên này thì các bạn biết là ở dưới này nó có thêm một cái thớp thớt rễ ở bên dưới nữa. Này anh em thích chơi thế nào cũng rất là hay nè. Hoành ngang cái cổ đế của nó là 35 ha. Hoành ngang cổ đế là 35, tức là ôm luôn cái thân nhỏ nha. Còn cái cốt lớn, thân cái cốt lớn thì nó là 25. 35, còn cái cốt lớn của nó là 25. Chiều cao thì cái cốt nhỏ, cái cốt lớn là từ mặt bầu lên đến cốt lớn là nó 53, còn cốt nhỏ là nó lên đến 70 ha. Phôi này thì cũng giao lưu anh chị em mình với giá là 600 nghìn ha, bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chào các bạn.